sẽ có rất nhiều tin hấp dẫn và nóng cho các bạn. Đầu tiên là tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sững sờ hai siêu nhân cột hai tay vẫn chơi bóng bàn và bơi siêu đẳng. Paralympic Tokyo 2021 là sân chơi của các vận động viên khuyết tật trên toàn thế giới. Người thi đấu đều gặp những tình trạng khuyết tật khác nhau, có người mất chân, tay, có người bị bại não. Hatato là một huyền thoại bóng bàn Paralympic của Ai Cập. Anh là nhà vô địch bóng bàn quốc gia và từng giành hai huy chương bạc giải bóng bàn châu Phi. Vận động viên 48 tuổi từng dự Paralympic 2016 và năm nay anh tiếp tục đăng ký tham dự Thế vận hội Tokyo. Cũng giống như Hatato, kình ngư 19 tuổi người Brazil Gabriel Geraldo dos Santos Araújo trong lần đầu tiên dự Paralympic đã gây bất ngờ. Do không có hai tay, trong phần chuẩn bị thi 100m bơi ngửa S2, vận động viên 19 tuổi dùng răng cắn giò khăn để giữ cho mình có tư thế giống các đối thủ trước và xuất phát. Quả thật là trên thế giới có những người thật là phi thường anh em nhỉ. Fati lập siêu phẩm, Barcelona muốn thưởng nóng hợp đồng 1 tỷ euro. Ansu Fati lại khiến giới mộ điệu xôn xao với siêu phẩm vào lưới Valencia và Barcelona muốn nâng phí phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên con số 1 tỷ euro. Barcelona vừa giành được trận thắng quý hơn vàng trước Valencia ở vòng 9 La Liga. Họ bị đối phương dẫn trước nhưng Ansu Fati đã kịp thời tỏa sáng và đem về bàn gỡ hòa chỉ sau chưa đầy 10 phút. Đó là một siêu phẩm người ta thường thấy ở Messi trước đây. Vợ chồng Icardi làm lành sau nghi ngờ cắm sừng. Mauro Icardi vừa đăng ảnh tình cảm với cô vợ lên Instagram giữa thời điểm chân sút đang chơi trong màu áo PSG và vỡ dính tin đồn đường ai nấy đi sau bao năm mặn nồng. Theo thông tin được biết sau những tin đồn đó, có lẽ cả hai đã làm lành và bỏ qua cho nhau sau những hiểu lầm. Icardi và kết hôn năm 2014, có với nhau hai mặt con là Francesco và Isabella. Trước khi trở thành vợ của chân sút sinh năm 1993, Nara có 5 năm hạnh phúc với Maxi Lopez, người đàn anh của Icardi. Hoàng Anh Gia Lai chưa đủ điều kiện tham dự đấu trường số 1 châu Á. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhiều khả năng sẽ không thể tham dự FC Champions League do chưa đáp ứng quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á. Hoàng Anh Gia Lai vai cao trên ngôi đầu trước khi V-League 2021 bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không công nhận đội vô địch hay xuống hạng. Tại đấu trường châu lục, đội bóng phố núi được cân nhắc là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ AFC Champions League. Tuy nhiên, vinh dự này có thể sẽ tụt khỏi tầm tay đội chủ sân Pleiku vì chưa đáp ứng đủ điều kiện mà Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa ra. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai chưa đủ chuẩn để dự AFC Champions League 2022 vì không thi đấu tối thiểu 27 trận mỗi mùa theo quy định. Cựu nữ Brazil tổ UFC trả lương chết đói, nghèo không có nổi 50 USD tài khoản. UFC được xem là công ty võ thuật MMA lớn nhất thế giới nhưng trong nhiều năm qua đã chứng kiến một sự đào thoát rất đông đảo của nhiều võ sĩ tiếng tăm từ công ty này. Một trong những lý do là bởi mức thu nhập rất thấp mà UFC trả cho các võ sĩ của họ. McGregor hưởng thu nhập kết xù từ công ty này, nhưng đa số các ngôi sao khác đã bị UFC bắt chẹt tiền thù lao, trong khi họ lại có thể kiếm được nhiều hơn ở những công ty MMA khác, hoặc chuyển môn từ boxing tay không sang làm đô vật chuyên nghiệp. Norrie lần đầu đoạt Masters 1000 tại Indian Wells. Norrie thắng ngược Nikon Ospasilas Filipa đến 6-6-4, 6-1 trong trận chung kết dài 1 tiếng 50 phút. BNP Paribas Open là chiếc vô địch thứ hai trong sự nghiệp của Norrie. Anh trước đó thua 5 trong 6 trận chung kết ở các cấp độ ATP 250 và 500. Norrie không thắng trận nào trong hai lần dự BNP Paribas Open trước. Nhưng tay vợt 26 tuổi chơi ấn tượng giải năm nay. Anh lần lượt hạ Dennis Sandgren, Roberto Bautista Agut, Tommy Paul, Diego Schwartzman, Grigor Dimitrov trên đường vào chung kết. Nhờ chiếc vô địch ở Indian Wells, Norrie đạt thứ bậc cao nhất sự nghiệp là số 16 thế giới tuần này, trở thành tay vợt số 1 Vương quốc Anh. Phù thủy Bianca quỷ khóc thần sầu khi bị dồn vào thế đường cùng. Efren Reyes, người đàn ông 67 tuổi người Philippines không nổi tiếng qua những danh hiệu cá nhân mà ông được gọi là nhà ảo thuật, phù thủy, nhờ sở hữu những cú đánh đưa bi đi với quỹ đạo khác người. Ở các cuộc thi như Asian Games, thành tích tốt nhất của ông là 8 huy chương đồng. Tại SEA Games phù thủy cũng có 4 huy chương đồng, nhưng tài cờ 67 tuổi thật sự là một quái kiệt, khiến nhiều đối thủ phải nể phục bởi kỹ năng đi cơ thượng thừa. Bởi ta mới có câu rừng càng già, càng cay đấy. Lịch thi đấu bóng đá các trận hát đêm nay và rạng sáng mai. Arsenal và Crystal Palace, 2:00. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé.